Hồng Đào từng nhờ Việt Hương giúp đỡ lúc bạo bệnh, tôi không muốn ai thương hại. Chia sẻ về lý do giấu kín thông tin bệnh tình, Hồng Đào nói cô không muốn ai thương hại. Trải qua biến cố, nữ diễn viên thay đổi nhiều về quan điểm sống. Tại sự kiện diễn ra vào chiều ngày 26 tháng 11 ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Hương nhắc lại biến cố Hồng Đào mắc bạo bệnh, phải trải qua cuộc phẫu thuật vào năm ngoái ở Mỹ. Nữ diễn viên chia sẻ thời điểm ấy, cô rất lo lắng cho sức khỏe của đàn chị. Hai vợ chồng cô đã đến nhà của Hồng Đào để thăm và động viên. Khi ấy hai vợ chồng lái xe, mua cà phê cho chị. Chị Đào bệnh sức nặng. Tôi nhớ chị Đào nói với mình rằng em là một người rất chu đáo. Chị mà có chuyện gì, chị muốn em lo cho chị. Lúc đó, tôi giả vờ cười nhưng tay gồng chặt. Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với chị Đào, Việt Hương khóc khi kể lại. Khi thấy việc Hương xúc động, Hồng Đào cũng khóc. Diễn viên Mai nói, chị vẫn sống mà. Trước khi bước vào cuộc phẫu thuật, tôi cũng mất niềm tin. Thấy những gì Việt Hương làm cho xã hội, người thân, tôi thấy yên tâm nếu như gửi gắm cho cô em của mình. Bây giờ, chuyện đã qua rồi, Hồng Đào nói. Nghe Việt Hương nhắc chuyện cũ, nghệ sĩ Hồng Đào ướn nước mắt. Chị từ chối tiết lộ chi tiết về vấn đề sức khỏe, chỉ cho hay, khi đổ bệnh, đương nhiên tôi cố gắng điều trị. Nhưng tôi cũng khó tránh khỏi những suy nghĩ nặng nề. Nhìn cách Việt Hương giúp xã hội và lo cho những người thân, bạn bè, tôi muốn nhờ cậy Hương giúp tôi. Câu chuyện lâu rồi, tôi không muốn nhắc những chuyện buồn nhiều quá. Tôi muốn được mọi người yêu thương không phải được thương hại. Chia sẻ về lý do giữ kín thông tin bệnh tình vào năm ngoái, Hồng Đào phản hồi, tôi không muốn ai thương hại mình. Nữ diễn viên nói trải qua những biến cố, quan điểm về cuộc sống, công việc của cô trở nên thay đổi. Hồng Đào hiện dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống và không quá áp lực về việc chọn một vai diễn nào đó để nổi tiếng. Năm ngoái, nghệ sĩ Hồng Đào gặp biến cố về sức khỏe. Nữ diễn viên đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ ở Mỹ. Cô phải tạm dừng nhiều hoạt động nghệ thuật, để tập trung điều trị bệnh. Hồng Đào đang là nữ chính trong hai dự án điện ảnh liên tiếp. Bộ phim Linh Miêu có sự góp mặt của nữ nghệ sĩ đang ăn khách ngoài phòng vé. Phim chị dâu do, do Khương Ngọc cầm trịch đánh dấu lần đầu Hồng Đào và Việt Hương đóng chung trong một dự án điện ảnh. Tác phẩm xoay quanh một gia đình ở thời hiện đại, song vẫn giữ nhiều gia phong, lệ thớ cũ. Những người phụ nữ trong nhà phải chịu nhiều áp lực, từ chuyện cơm áo gạo tiền, sống trọn vẹn với tình yêu cho đến việc giữ gìn hạnh phúc tổ ấm nhỏ. Qua đó, chị dâu xoáy sâu vào vấn đề của phụ nữ trong xã hội hiện đại như những hy sinh tổn thương mà họ phải trải qua sự mạnh mẽ bản lĩnh khi đối mặt với khó khăn trắc rối đây dường như cũng là lần hiếm hoi mối quan hệ chị dâu em chồng trở thành chủ đề chính trên màn ảnh động việt